Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh yếu lệch đông, riêng các tỉnh ở vùng núi phía Bắc như là Lai Châu hay là Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng có thể chịu tác động của mực hội tụ 5.000m nên có thể có mưa cục bộ vào đêm và sáng sớm. Sau đó ban ngày thì mây giảm dần, trời có nắng với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là từ 24 đến 28 độ. Riêng khu Tây Bắc, do ban ngày trời có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ tại một số nơi như là ở Mường La, Sơn La, Điện Biên có thể tăng lên ngưỡng là từ 28 đến 30 độ. Thời tiết nói chung là không tác động quá nhiều đến các hoạt động thường nhật của người dân. Với các tỉnh Trung Bộ, do chưa có hình thế đặc biệt nào tác động nên thời tiết hầu như là ít biến đổi. Mưa có chăng chỉ xuất hiện cục bộ tại một số tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhưng với lượng ít vào đêm và sáng. Sau đó ban ngày trời phổ biến là có nắng với nhiệt độ ban trưa tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ phổ biến ở mức là từ 25 đến 28 độ. Còn tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày không mưa. Nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến ở mức là từ 27 đến 30 độ. Riêng một số nơi thuộc cực Nam Trung Bộ như là Phan Rang ở Bình Thuận, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng là 31 độ. Lùi xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, vào ngày mai thời tiết vẫn mang đặc trưng của mùa khô. Trời phổ biến là không mưa và có nắng nhiều ban ngày, với nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ là từ 32 đến 35 độ. Nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ. Độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ từ 50 đến 60% nên sẽ càng tăng thêm cảm giác khô nóng. Quý vị cần tiếp tục đề phòng khả năng cháy rừng cũng như là khả năng chập nổ điện ở khu dân cư đông đúc. Còn đối với khu vực Tây Nguyên, do điều kiện địa hình nên nhiệt độ ban trưa chỉ tăng lên ngưỡng là từ 27 đến 30 độ. Ở trên biển, khối không khí lạnh có cường độ yếu và lệch đông, nên hầu khắp các nơi trên Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió có hướng đông bắc đến đông hoạt động với chủ yếu cường độ trung bình cấp 4, cấp 5. Thời tiết cũng phổ biến là ít mưa, tầm nhìn xa thoáng, nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời tiết của chúng tôi ngày hôm nay. Và tiếp theo sau đây là dự báo chi tiết cho các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Riêng Điện Biên Sơn La có nơi từ 29 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, tại các tỉnh vùng núi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi còn cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi còn cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi còn cao hơn. Khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Tin thủy văn, thủy chiều thấp và ít biến đổi. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông đáy tại Ninh Bình, mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,35m đến dưới 0,15m, xuất hiện từ 0 giờ đến 3 giờ. Mực nước cao nhất ở mức 0,30m đến 0,50m, xuất hiện từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 28.
Tại Như Tân, mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,95m đến dưới 0,75m, xuất hiện từ 21 giờ đến 24 giờ ngày 27. Mực nước cao nhất ở mức 0,50 đến 0,70m, xuất hiện từ 4 giờ đến 7 giờ ngày 28. Độ mặn cao nhất ở mức 6 đến 8 phần nghìn.